các món ăn lên men theo cơ chế nào? Con mè hay lợi khuẩn sữa chua thực sự là sinh vật hay chỉ là tên gọi mà thôi? Mè, có tên gọi khác là cơm mè, là một gia vị cơ bản trong nền ẩm thực Việt. Gia vị truyền thống này có vị chua thanh và mùi thơm rất đặc trưng, thường được sử dụng trong nhiều món như là lẩu, om, canh chua, bún riêu, thịt trâu cơm mè, ốc nấu đậu phụ chuối xanh. Tuy nhiên, cho đến giờ, nhiều người vẫn tranh cãi khi các cụ dùng câu nuôi mè hay là có con mè. Vậy mè có thực sự là một sinh vật cần được nuôi dưỡng? Khi soi dưới kính hiển vi, ta sẽ thấy những con vi khuẩn ngọ nguậy như thế này. Thực chất, con mè là một loại tuyến trùng hữu ích có tên khoa học Banagrellus redvivus. Kích thước rất nhỏ nhưng có thể quan sát bằng mắt thường. Chúng bò ngọ nguậy trên bề mặt cơm trong hũ cũng như thành hũ và các dụng cụ. Thức ăn của con mè sẽ là nấm men. Trong cơm mè sẽ bao gồm các thành phần như là con mè, vi khuẩn lên men, nấm men, axit lactic. Tuy nhiên, con mè lại thực chất không đóng vai trò cốt yếu trong quá trình lên men của cơm hay bún, mà chỉ báo hiệu cho con người biết chất lượng của cơm mè có đạt chuẩn hay không mà thôi. Tương tự với sữa chua, khi soi dưới kính hiển vi, ta có thể thấy các loại vi khuẩn ngọ nguậy. Tuy nhiên, đây là lợi khuẩn, không hề có hại đâu mà rất tốt cho đường tiêu hóa của chúng ta nữa đó. Các bạn có bất ngờ về khám phá này hay không? Chia sẻ cùng Tin Nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện kỳ thú nhé.